Cứ là 1, 2, 3 2, 3 Dạ, MMA là một bộ môn mà bản thân của Nhất đã mới theo dõi và cũng đã tập luyện. Và đến thời điểm này thì khi mà có một cái cơ hội để mình có thể thể hiện bộ môn MMA tại Việt Nam thì Liên đoàn MMA Việt Nam đã tổ chức một cái giải đấu chuyên nghiệp và bản thân của Nhất đã tham gia. Và đến thời điểm hiện tại thì mình đang đánh cái vòng loại ở miền Bắc và có được một cái chiến thắng đầu tiên. Đây sẽ là một cái bước đệm để Nhất có thể theo đuổi con đường MMA. Và đối thủ của Nhất là một bạn đang võ sĩ đang trẻ đang lên và bạn cũng sẽ rất có tiềm năng. Nhất nghĩ là trong tương lai thì khi mà bạn tập luyện tốt, bạn tập luyện nhiều thì bạn sẽ trở thành một trong những võ sĩ sẽ có tên tuổi tại Việt Nam. À, thực sự thì từ trước giờ Nhất thi đấu cũng rất là nhiều rồi thì bản thân của Nhất cũng đã trải qua nhiều chấn thương đó, cho nên là thực sự trong tất cả các võ sĩ sợ nhất là những chấn thương, cho nên bản thân của Nhất cũng vậy. Khi mà thi đấu, khi mà thấy đối thủ mình bị chấn thương thì Nhất cũng không muốn điều đó xảy ra, và Nhất muốn là trong thi đấu thể thao, trong thi đấu võ thuật nó mang chất thể thao một xíu, và bên cạnh đó thì có sự fair play giữa cả hai, như vậy thì mình sẽ cùng nhau phát triển lên được và cái nền võ thuật sẽ ngày càng phát triển. Dạ, thực sự thì đối với Moi thì đánh đứng là chuyên, còn MMA thì đòi hỏi mình phải hoàn thiện cả kỹ năng đánh đứng và đánh nằm, cho nên là khi mà chuyển qua một cái động tác đánh nằm thì nó có rất là nhiều trở ngại. Bản thân của Nhất cũng rất là lo sợ cái điều đó, và Nhất cũng đã tập luyện rất nhiều để có thể cố gắng làm sao mà mình có thể đánh được nằm. MMA là một bộ môn hiện tại trên thế giới rất là nhiều người và các rất là nhiều nước tham gia tập luyện và tham gia thi đấu, và Việt Nam mình là một trong những đất nước có nền võ thuật rất là phát triển, đặc biệt là những kỳ đại hội như SEA Games rồi là các môn võ thì lấy rất là nhiều huy chương vàng, cho nên là Nhất nghĩ là trong tương lai võ thuật Việt Nam mình sẽ phát triển từ cái bộ môn MMA thì mình có thể giới thiệu quảng bá được cái nền võ thuật của Việt Nam mình nhiều hơn.